Em chào mừng em quay trở lại với Leo World Robot nha. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu với một chương mục review xử nha. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu người đầu tiên. Nói chung hôm nay thì Giáng sinh. Đấy, chúng em Giáng sinh vui vẻ và chắc là cũng nghe thấy có tiếng nhạc phải không? Đấy, có tiếng nhạc vào nó cho nó nghe cho nó chiêu chiêu thế. Đấy, rồi. Giờ sao ta? Ừ đúng rồi, hình như là mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn, mình sẽ review luôn cho nó tránh mất thời gian em ạ. Vì hiện tại cũng còn khá là nhiều bạn đang chờ, tầm mười mấy hai chục bạn rồi, nên là hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu review thẳng luôn cho nó đỡ mất thời gian nha. Mình nhớ ra đi coi. Đúng chưa ta? Coi à. Bậc thầy 2 tỷ lệ thắng 20%. Ui xời ơi, cái gì đây? What? Tỷ lệ thắng 20% tức là anh em chơi 10 trận nên thua đó là 8 trận nha. Ui xời, gì đây? Thiệt luôn hả ta? Đúng rồi, có thể là vậy. Thì thấy cái xưởng này thì nhìn là có thể là vậy rồi. Đấy. ID này, đúng rồi, là ID này rồi, không thể sai được nữa. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào, nhìn vào thì anh em có thể thấy một con Quixa Ophion cầm hai khẩu Blarit, một khẩu Scorcher. Thì cái này cũng được, nếu như mà anh em không có khẩu Blarit thứ ba thì em lắp vào Scorcher thì nó cũng tác động được với kỹ năng của con Ophion này. Nhưng mà Blarit mà nó có một khẩu đặc biệt, một khẩu thường thì nó lại không đẹp. Đấy. Bạn này thì cũng đã biết là có thể là gọi là cân xứng khi mà gắn khẩu Scorcher ở trên đầu, nhưng mà hai khẩu Blarit này thì nó vẫn khá là không đều ấy, có thể gọi là vậy. Nói chung thì cái xưởng này á, tí một tí thì mình vừa phát hiện ra một tí là nó rất là khó chịu nha em, tức là theo cái hội chứng của mình thì mình rất là khó chịu ấy. Nhưng mà tóm lại thì nó vẫn là vũ khí đúng đồng bộ, nhưng mà nó vẫn đem một cái gì đó nó khá đặc biệt. Tiếp theo, một con Ophion này thì nó cầm nó là một cái IA, một cái RA, một cái Override. Thì cái này là không phù hợp lắm khi mà Ophion nó cần tích đam nhanh. Vì thế cho nên là bạn cần thêm đó là một cái NA cho con Ophion này, nếu như không muốn ăn hành sắp mặt trên chiến trường. Và hơn nữa thì Ophion này nó cũng phải không phải là chính thống khi mà nó sử dụng là Talismani. Và cái con đó là Amamilo. Thì con Ron này nói chung cái xưởng bạn thì Ron không có nhiều, Ron cũng chỉ cấp 4, cấp 5 thôi, nên là nếu có con nào thì bạn xài con đó thì mình cũng không ý kiến nhiều. Nhưng mà nói chung á, thì tốt nhất bạn nên đem nó là một con Paralysis. Đấy, bạn chuyển con Paralysis từ xe ráo qua cũng được. Tại vì vì sao? Bởi vì con Ophion này nó chán chân khá là nhiều. Hơn nữa thì xe đá bây giờ nó sử dụng Paralysis á, thì nó cũng có thể gọi là mạnh nhưng mà nó sẽ không mạnh bằng Ophion đâu, cho nên là bạn chuyển qua cho mình. Đấy, tiếp theo một con Anno Serap vẫn là combo một thường và một ấn bản ấy, thấy khá là khó chịu anh em ạ. Về combo này thì mình không có ý kiến bởi vì đây là combo chính thống con Serap nếu như chơi tầm xa được ấy, và bắn cũng khá là thốn ấy. Về module thì nó cũng đúng luôn, đó là một NA, một IA, một RA cũng khá là đúng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Serap mình nghĩ là nó cũng không cần tới IA nữa đâu, bạn đắp hai cái RA cho mình. Tại vì giờ RA khả năng là con xe đáp nó không nạp được. Đấy, súng rút rất là nhiều, cho nên là bạn lắp hai cái RA sẽ tăng khả năng sống sót khi bay lên nha. Tay lái là Victoria B, tăng tốc độ bay thì cũng khá là ok. Nhưng mà bây giờ con xe đáp thì mình thấy là nó bay không có nhanh nữa, cho nên là Victoria B nói chung có tay lái chính thống thì lắp là cũng ok. Đấy, nhưng mà vũ khí thì toàn là cấp 5, cấp 6, cấp 7 không à, cho nên là có thể là bạn chú trọng vào robot quá nhiều. Ranh bậc thầy 20 tỷ lệ 20% tỷ lệ chiến thắng thì đúng là nghị lực anh em ạ. 20% tỷ lệ chiến thắng mà thì đúng là nghị lực thật đấy. Tiếp theo, Fenrir MK2 vẫn là combo 1 mét thường và 1 ấn bản. Ấy, mình không biết là bạn sưu tầm như thế nào nhưng mà mình nhìn thấy cái xưởng này là ấy, theo cái tính của mình là chắc chắn là mình sẽ không chấp nhận. Nhưng mà bạn có đồng bộ thì ok, nói chung là cũng được ấy, cũng đi cũng có thể gọi là động viên bạn là cố gắng nhiều hơn.
tại vì đa phần thì những cái combo bạn lắp đều là những combo rất là tốt cho những con robot này. Đấy. Combo mech, Vader, hammer, mech, tay lái vẫn là tay lái đúng, thêm con Castro. Thì con Castro này mình thấy nó bây giờ nó không hòa với Henry đâu, thì Henry nó thiên về hướng nó là chống chịu nhiều hơn. Còn con Castro á thì nó, anh xem nói sao ta, chung là con Castro nếu như mà cấp 12 á thì anh em nên gắn, còn không á thì cấp 1, cấp 2 anh em đừng có gắn vào mấy con tăng là mấy gì, nó chả có mạnh hơn đâu. Đấy, cho nên là thôi, nếu như bạn có thì bạn lắp nha, còn không á thì bạn chuyển qua Amabilo qua cho con Henry cho mình, và bạn chuyển con Castro trở về với con Ophion, như thế nó vẫn sẽ hợp lý hơn nhiều. Đấy, module là hai cái RA, một cái Balan unit. Combo này cũng khá là tốt, tại vì ngày xưa mình cũng đã từng xài rồi. Đấy, một cái là tăng độ bền, tăng sát thương, hai cái RA thì để nó nạp, để nó hồi máu được, tài lái đúng. Ok, chung con Henry này thì khá ngon, combo này cũng khá ngon. Ở rank bậc thầy thì hiện tại bây giờ mình thấy khá là đuối rồi, nên là nếu như được thì bạn nâng cấp vũ khí lên nha, vũ khí này thì khá là khó chơi. Tiếp theo, một con Predator Skyrod, một khẩu Havoc này, một khẩu Fatan Havoc, khẩu bơm boss Devastator, một khẩu Scatter. Tại sao không phải là Tiger Scatter mà lại là khẩu Scatter thường? Đấy, cái xưởng này mình cũng không biết là tại sao bạn cố tình hay là bạn cố ý mà tất cả đều nó đi như vậy này. Tức là đều một cái ấn bản và một cái thường. Đấy, còn không là hai ấn bản một cái thường. Đấy, mình cũng chả hiểu là như thế nào. Tiếp theo chúng ta sẽ đi về đó, Skyrod MK2. Thì con Skyrod này có vẻ khá là trâu, MK2 là đã đạt tới mức trâu rồi. Đấy, module một cái RA và một cái NA, một cái IA. Thì Skyrod trên thực tế bạn không nên dùng đó là NA với combo đó là Havoc và Devastator. Đấy, bởi vì nếu như bạn lắp combo này thì đa phần bạn đi ám sát sát thủ, chơi theo kiểu sát thủ, mà cái kiểu đó thì nạp module NA rất là lâu, cho nên là bạn chuyển cái RA, ý lộn, bạn chuyển cái NA qua con Ophion cho mình. Cần thiết thì bạn chuyển cái RA của con Ophion về con Kados, hai cái RA một cái IA sẽ là combo chuẩn hơn. Đấy, cần thiết cho bạn. Đấy, tiếp theo, tay lái Thezos đúng, cũng ok. Con Ron này là con Ron Baro thì nếu như con Ron Baro cấp cao thì anh em nên gắn, còn cấp 4 này thì mình thấy nó cũng chả có bao nhiêu đâu, nên là thôi. Nhưng mà được, nếu như cấp 4 thì nó sẽ có thêm một cái đó là tăng đam nữa, bạn lắp vào Skyrod cũng ổn. Chung là Skyrod thì mình nhận xét nó ít, tại vì con này là robot quốc chân rồi, đa phần anh em chơi theo từng combo khác nha. Tiếp theo, Imogi Raddor, đẩy lại tiếp tục anh em, một cái Raddor này, một cái Spirit Raddor, một cái Eric Ramola. Cái này là bạn cố tình rồi, tại vì từ đầu tới cuối là đều như thế này cả, này là cố tình rồi anh em ạ. Hai cái IA, một cái module mắt, một con tay lái đúng, tay lái đúng của Imogi. Nhưng mà con Ron này thì nó không phù hợp với con Imogi đâu. Đấy, nên là bạn nên đổi. Nếu như được thì bạn đổi con nào đó nó chơi theo kiểu trắng chừng ấy. Bạn sưu tầm thêm một con Paralysis cho mình cũng được, tại vì bạn lắp vào cái combo Raddor với Kamola, bạn chơi cẩu rẻ, bạn chơi tỉa tỉa, bạn choáng chân nó rất là sướng nha. Imogi này thì combo này thì mình cũng không nói gì, tại vì combo này nó cũng khá là phù hợp. Nhưng mà hai cái gì ha, thì một bạn nên lắp thêm một cái NA nữa nha, nâng cấp lên cấp 9 và nâng lắp thêm một cái NA nữa. Đấy, cho nó tích đam, tại vì con Imogi này bây giờ nó khá là yếu. Nếu như bạn lắp xuống này nữa thì nó yếu thật đấy. Đấy, cho nên là thôi, nếu như được rồi, kết luận chung thì bạn nâng là một Ophion, hai con Skyrod, ba là con Henry cho mình, còn hai con kia thì bạn chỉ dừng lại mức là nâng để phụ thôi, phụ xưởng thôi. Đấy, còn lại thì để làm ba con làm chủ lực. Tiếp theo, một con Kraken Inra, lại tiếp tục anh em ạ. Một khẩu Tela Evora này, một khẩu không, cái này không phải rồi, cái này khác. Đấy, một khẩu Kraken Vyra và một khẩu Veyron. Thì cái này tức là Evora, tức là súng hạng nhẹ nè. Vai ra tức là súng hạng nhẹ, một khẩu Veyron tức là súng hạng nặng, tức là con Inra này nó không đồng bộ về vũ khí như này. Một cái khẩu Vai ra hạng nhẹ, một khẩu Evora hạng nhẹ luôn, một khẩu Veyron hạng nặng. Thì combo này mình không đánh giá cao, khi mà bây giờ súng bong bóng á, đã một là anh em đi là phải đi đồng bộ, còn hai á là súng trà sữa, là bắt buộc anh em phải có từ hai khẩu trở lên thì nó mới mạnh. Còn nếu như mà anh em lắp như thế này thì nó cứ nửa nạt nửa mở, nó lại không mạnh lắm. Để cho nên là thôi. Đấy, kết luận chung là Inra Titan mạnh, gắn tem được, nhưng mà bạn tìm thêm một khẩu Evora cho mình.
Nói chung Eura nó trải qua một lần nép rồi mà nó vẫn còn mạnh. Nói chung là trong thời gian tới thì mình nghĩ là nó không nép nữa đâu. Tại vì nó vũ khí mới nó ra quá trời rồi, bắt buộc tụi nó phải nép vũ khí mới. Cho nên là bây giờ anh em lựa chọn những combo cũ thì nó vẫn ok ha. Rồi tiếp theo đó chính là bạn đầu tiên, và chúng ta sẽ bắt đầu là bạn thứ hai. Để mình xem nào. À qua nữa, có một bạn hỏi mình là tại sao mình không livestream, không giao lưu cùng anh em chơi á. Thì cái này á là mình trả lời anh em rồi, đợt trước mình cũng trả lời rồi. Tức là sao? Tức là tức là bây giờ mình like trên điện thoại thì nó rất là lắc nha. Nhiều khi là đang like cái là nó đứng hình, nó đứng này kia thì lại mắc anh em đợi, với lại chất lượng video nó lại không tốt. Cho nên là thôi, chừng nào mà mình có dàn PC hay gì đó mình giàu hơn nữa thì mình sẽ live stream cho anh em. Đấy. Rồi, đấy chính là bạn Storm Việt Nam. Chẳng là rank bậc thầy cho em là mức 4.364 cúp, cũng khá là ngang ngửa với bạn kia. Xem nào, tỷ lệ thắng 60%. Ui giời ơi, cái xưởng này mà tỷ lệ thắng 60% ư? Thiệt không ta? Cái xưởng này thì cũng khá là giống bạn kia nha em. Nhưng mà sẽ có thật một thay đổi tí. Đây chính là những cái combo khá là đồng bộ mà mình cũng có thể gọi là chấp nhận được. Đấy. Điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta là một con Lin Redeemer. Thì combo này mình cũng không nói nữa, tại vì hiện tại bây giờ nó khá là mạnh. Nhưng mà bạn sử dụng con tay lái này, đúng rồi, tay lái này cũng được, cầm Redeemer cũng được. Nói chung combo này tốt, tiếp tục phát huy, bạn nâng cấp lên là được. Ivory Ravana sử dụng đó là Hazard. Combo này lại không phù hợp em ạ. Tại vì Ravana nó không phù hợp với lối chơi cấu rỉa đâu. Hoặc là nếu như bạn chơi theo cái kiểu là lạ, đập lạ thì bạn chơi cấu rỉa bằng con Ravana cũng được. Ta lái ô tô, cũng dễ nha. Ấy cũng đầu tư thêm con ta lái ô tô anh em ạ. Vậy tức là Ravana này cấu rẻ chỉ sử dụng hai kỹ năng và một cái face shift thôi. Chơi Hazard. Nhưng mà cái xưởng này cũng giống cái xưởng bạn kia là như thế này, đó chính là súng cũng chỉ cấp 4 cấp 5 thôi. Mình nói thiệt chứ bây giờ robot á thì cấp 4 cấp 5 á nó không mạnh thiệt, nhưng mà vũ khí cấp 4 cấp 5 thì nó rất là tệ nha em, cho nên bắt buộc em phải nâng lên MK2 cho mình, hoặc là cấp 12 MK1 cũng được. Tại vì vũ khí mà cấp 4, cấp 5 á, anh em lắp vào robot nào thì nó cũng yếu cả. Bây giờ MK2, robot MK2 nữa, vũ khí anh em cấp 4, cấp 5 nó vẫn yếu. Cho nên là, ấy, anh em cứ cố gắng nâng cấp robot lên cho mình. Đấy nha. Tiếp theo một con Valkyria, sử dụng nó là Mech và Hammer. Combo này chuẩn rồi, như hồi nãy mình nhận xét cho nên mình sẽ không nhận xét lại nha. Nói chung bạn có một sự tương đồng khá là lớn khi mà vẫn có một con Valkyria trong xưởng và giống combo bạn kia. Nhưng cái này đỡ khó chịu hơn, đó là tất cả đều là ẩn bản ấy, cho nên là ok ấy, ngon. Tiếp theo Kairos sử dụng đó là Fatal Havoc Tiger Caster. Đấy thì đây chính là ẩn bản full, nhưng mà lại có một khẩu Thunder MK2. Thì bạn này hình như là có thể là gọi là từ xuất hiện từ thời đồ kỳ đồ đá trở lại em ạ, mới có loại vũ khí này MK2 đấy, Thunder MK2. Sợ bây giờ là rất là hoài niệm về cái combo này em. Thunder ngày xưa mà nói MK2 là đắt, rất là đáng sợ nha, nhất là khi mà nó tích hợp trên Orochi ấy, mình rất là sợ cái combo này. Tiếp theo Wario Typhon, con Kairos thì mình kết luận chung là nó cũng ok, nhưng mà cái xưởng bạn á thì nó khá là đều về cái mức độ đó, là robot nó lè tè, nó vẫn chưa có con nào mạnh cả, chỉ mà được một con Fenrir thôi. Con Kairos thì cũng cấp 6, nói chung là robot này chưa ổn lắm, nâng cấp lên cho mình nha. Đấy, rank bậc thầy mà tỷ lệ thắng 60% với cái xưởng như thế này thì mình cũng có thể gọi là nể thật đấy. Đấy. Tiếp theo Wario Typhon thì đây chính là combo mà bạn nên như thế nào nha, đây để mình xem ha. Ui giời ơi, hơi bị khó chịu nha, thiệt. Tại vì là một khẩu Musa đi chung một khẩu Fighter thì giống như là một tay bự một tay nhỏ cho nên mà. Đấy, hai khẩu Damper thì ok rồi, còn cần thiết nữa thì bạn lắp thêm một khẩu Fighter cho mình nha, để nhìn cho nó to bằng đều nha. Một khẩu Musa chứ theo ý của mình là mình không chấp nhận cái combo này đấy. Hai cái Damper thì được, còn một cái Musa, một cái Gothic Fighter mà nó lắp trên cùng một con robot thì chắc chắn là nó không đều, nó không đẹp thôi. Đấy, tay lái vẫn là tay lái đúng, cho nên nói chung cái xưởng này á thì về mặt tay lái, về mặt Ron bạn lắp á, nó khá là phù hợp rồi. Nhưng mà cái xưởng này thì chắc là có thể gọi là cài chai rồi nha. Không biết là có phải cài hay không, nhưng mà thấy như thế này, vũ khí như thế này chắc chắn là tài chính nó không có cho phép. Đấy. Rồi, một combo Titan đó là Inra Lancer, Gulliver Lancer. Combo này ấy thiệt luôn á, mình bây giờ là mình không chấp nhận cái combo này anh em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì một khẩu Lancer á, khẩu Lancer thường thì nó nhỏ, còn khẩu Karura Lancer thì nó lại to.
hai cái này mà nó lắp trên cùng một con robot thì chắc chắn là nó không đều. Mình có cảm giác như lắp lên con Titan đó thì nó bị chinh một bên này, rất là khó chịu. Đấy, Gulliver thì mình không nói rồi. Nói chung là con Indra này cầm combo này mình đánh giá không cao. Thật, bạn đã đổi combo cho mình. Indra mình phải chơi cận chiến mới mạnh. Bạn chơi tầm này bạn đứng xa bạn tỉa không nổi đâu. Thiệt, tầm 500m bây giờ Titan gần như là rất là khó. Khó chơi với Newton lắm. Khó chơi với Newton lắm. Cho nên là thôi, em nên bỏ cái combo này. Đấy, mình khuyên bạn như vậy. Rồi, đấy nhất là xưởng mạng thứ hai. Mình nhận xét cũng khá là nhanh bởi vì có một sự tương đồng khá là lớn với bạn kia. Mặc dù là combo nó chưa có mạnh nhưng mà tất cả đều đồng bộ với nhau, khá là đẹp. Ấy xưởng khá là đẹp, ngoại trừ con Titan ra thì bạn nên chuyển đổi một tí Titan và Thanh Phanh nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến của những hai bạn này nha anh em. Để hai bạn này tỏa sáng trong video ngày hôm nay thôi anh em. Ok, let's go. Rồi, ở đây là trận đầu tiên. Không biết là bạn quay bằng cái phần mềm gì mà sao cái màn hình nó lại vuông như thế này. Ấy, lần sau nếu như mà được thì anh em rút kinh nghiệm là anh em quay sao mà cho nó phù hợp với màn hình của YouTube nha. Anh em quay vuông như thế này là chắc chắn là nhìn không hết màn hình rồi. Đấy, nó sẽ có hai bên cái góc này, nhìn nó rất là khó chịu. Đấy, cái trận của bạn thì bạn tua nhanh lên một tí thôi mà, tại vì dung lượng nó cao quá mình gửi không được. Đấy, chung là mấy bữa nay mình làm thì nó cứ nhiều lắm, YouTube bây giờ nó gắt lắm, nó làm cái bản quyền này kia rồi tùm lum, nên là mình làm mình bị vướng mấy cái nhạc này kia nó cũng dính nữa. Nhiều khi là mình đang làm cái bên kia nó hát, cái YouTube nó nghe thấy tiếng hát nó không cần biết ở đâu nó vẫn bấm bản quyền nha anh em. Đấy, cho nên YouTube nhiều cái nó cũng vô lý lắm. Đấy, cho nên là mình làm á mình cũng lưu ý rất là nhiều. Con dê đứng áp ca rồi, vậy thì lăn qua trụ thôi. Ui trời ơi, mạng lăn qua nó mà nó không nhìn thấy luôn à, sợ thật đấy. Cũng rất là buồn khi mà mấy bữa nay mình chơi mình gặp rất là nhiều thanh niên Việt Nam sử dụng hack như này. Đấy, bình thường đã chưa đủ xấu với quốc tế rồi bây giờ còn làm cho nó xấu hơn nữa. Đúng là mấy thanh niên não ngắn này, thế mình cũng chả biết tại sao cứ thích chơi như thế. Rồi, quay trở lại trận đấu của chúng ta thì con dê này chắc chắn là con dê khá là mạnh rồi. Mình thấy như vậy. Bấm tàu mẹ đi. Trời ơi, bạn đợi ăn hết một đống máu rồi bạn bấm tàu mẹ. Ok. Này, nói chung là chơi Kados thì lăn trụ vòng 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 là được. Đây là một con Kados như là đúng rồi, Kados MK2 vậy. Rồi, thôi xong rồi. Đụng ngay con Ender cầm súng lửa. Rồi, lấy gì mà lăn nữa. Lăn qua lăn lại đụng ngay một con Ender cầm súng lửa anh em ạ. Đây là tôi nhanh nha anh em chứ con Seraph gần như là nó không thể bay nhanh như thế này nha. Hãy anh em nên lưu ý. Mình phải nói liền đụng này mà tại vì nhạc nó vướng vào một cái dính bản quyền ngay. Ấy, YouTube mà nó nghe thấy cái tiếng hát này kia rồi nó bấm bản quyền này nè. Thứ quỷ đó đó. Mình làm mình cũng rất nhiều ghét mấy cái vụ đó nha. Đấy, cho nên là mình cũng hạn chế. Trời ơi, ui trời ơi, bạn không nhanh tay gì cả, bấm tàu mẹ đi. Cái chung tàu mẹ nạp gần đầy mà anh em thấy rớt vào giữa đội hình đối phương thì ủa con Happy này ở đâu xuất hiện đây ta? Sao mình review một đường mà bạn lại chơi game play một ngã vậy ta? Sao lại có con Happy ở đây nữa? Hay luôn. Ủa, đúng rồi, hồi nãy hình như là mình chấm con Happy thì phải anh em ạ. Con Happy chứ không phải Yugi. Trời ơi trời, biết là mắt tôi nó làm sao á. Ủa phải không? Yugi hay là Happy ta? Thôi kệ đi, để anh em để ý. Anh em nào để ý thì anh em nói đi. Anh em góp ý cho mình chứ bây giờ mình cũng chả biết nữa, mình chả nhớ nữa. Nhiều quá rồi, bây giờ mình review mình cũng không nhớ hết được. Đấy, ui trời ơi. Đấy, Ovion này thì 275.000 máu cũng gọi là khá là mạnh rồi đấy. Nhưng mà đấy, con dê này nãy giờ nó vẫn còn sống nha anh em. Tức là cái trận này nó không ổn một tí nào cả. Thiệt luôn á. Thì gần như là team không có thằng nào có khả năng giết được nó cả. Phải ship đi. Đấy, chung là ăn tiết pin. Đúng rồi, còn có bao nhiêu pin nữa đâu mà tiết. Hèn gì tiết hồi máu, tiết này kia đâu. Trời con dê, trời thôi xong rồi, game này đã thua. Ấy, trận đầu tiên thì mình thấy không ổn lắm nha. Chung là bạn gửi game play cho mình thì cố gắng chiến đấu làm sao cho nó hay tí. Chứ mình thấy là nhiều lỗi lắm á, mắc nhiều lỗi lắm á. Ấy, rồi, trận đầu tiên đã xong. Xong rồi đầu tiên, tiếp theo chúng ta sẽ đến phần game play của bạn thứ hai. Ở bạn Storm Việt Nam. Rồi, cảm ơn bạn đã tham gia. Mình cũng không biết là gọi in game trong game play của bạn là cái gì. Ấy, bạn đặt tên cái dấu hiệu này mình cũng chả biết là kêu như thế nào cả.
Rồi, vẫn là một tối chơi đó là Skyros đi lăn trụ như em, nhưng mà con Skyros này nó lăn khá là chậm. Tốc độ này quá chậm rồi, tức là Skyros này là con Skyros yếu. Con khá là yếu. Nó cầm theo đó là Thunder nữa. Chung là bậc tranh bậc thầy này mà bạn không gặp dê thì đúng là một cái gì đó nó rồi luôn rồi, gặp ra Dragon luôn rồi. Nhưng mà hên đây là con Dragon nó cầm đó là Manita cho em, nó không cầm đó là Dumber. Summer với Tristan. Bạn một khi bạn đã giành được trụ rồi thì bạn không nên ở lại làm cái gì, bạn nên lăn đi đấy, đừng có ở lại đây nhây để mà ăn sát thương từ tụi nó. Đồng đội chả có thằng nào thèm cứu bạn đâu, thiệt mình nói thiệt luôn á. Anh em mà cầm Kairos là gần như anh em đứng ở cái trụ là chỉ có một mình anh em chơi thôi à, mấy cái thằng đồng đội nó chả thèm cứu đâu. Đấy đấy đấy, rồi thôi xong đấy. Bây giờ thì không những bạn chết con boss mà bạn còn mất luôn cái trụ. Ờ hên đấy, cũng gọi được con Henry xuống kèm nè. Rồi thôi xong rồi, thôi xong rồi, không bật kỹ năng sớm. À nói chung mấy bạn này sao chơi mình thấy nó cái tay nó không đủ nhanh nha. Mình xem mà mình cũng thấy hơi 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 nóng ấy, hơi 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 nôn nóng ấy nha. Mấy bạn bật kỹ năng chậm quá, để ăn bột đống sát thương rồi bạn mới bật. À nói chung là cái này là mấy cái khả năng của mấy bạn chơi thôi, chứ mình cũng góp ý thôi, chứ mình cũng chả có ấy, mình cũng chả có chỉ đạo gì nhiều đâu. Mấy bạn này thì pin khá là ít cho nên là chắc chắn là sợ bấm pin rồi, đó là ít bấm pin rồi dính cái tàu thoa này nữa. À chắc chắn là mấy bạn này dân cài rồi nên mà, tại vì chỉ có dân cài với số lượng pin nó mới như vậy thôi, hoặc là dân chơi nhiều pin nó mới như thế này, chứ không là mình là dân ít chơi cho nên pin bây giờ nó càng là nhiều lắm. Rồi. Đứng nghe cái trụ này hoài đấy, mất cái trụ nhà luôn rồi. Hey, sao ấy nhỉ, ba người hợp lại bắn một con Lin cũng có thể gọi là được, nhưng mà đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Thằng cái đó đi lăn trụ lum nè, à nó chơi solo luôn nè. Rồi thôi xong rồi. Ừ cũng được. Ô hay vậy là combo này khá là chuẩn nha. Ấy mình có thể gọi là combo chuẩn, nhưng mà bạn nổ một phát thì con cái đó nó chết thì mình không tin đây chính là súng cấp 5 cấp 6 nha. Thiệt, nãy mình đi review sưởng hình như là súng này cấp 5 cấp 6 rồi phải. Thôi xem ra trận này khá là dài rồi anh em ạ. À, mình thấy nó khá là khó chịu cái trận này nha, nó sao sao á. Ui ghê hả, ghê ta, combo này mà bắn đau vậy luôn á hả. Sao mấy đợt mình nâng lên MK2 mà bắn tụi nó chả thấm ta, các bạn này mới có MK1 mà bắn bắn đau thế, ngộ vậy cả. Hay là tại mình gặp mấy cái thằng nó trâu quá mình bắn không chết, bắn không hề hấn cũng có thể. Ừ, xem ra con Henry này cũng khá là đỉnh đấy, cũng khá là ghê đấy. Nhưng mà đội bạn thì đang tốn quá là nhiều thời gian rồi, mình đảm bảo là con Indra này gần như bạn rất là khó bắn đấy. Bạn gọi xuống ở ngay đây, bây giờ bạn đi giữ trụ cũng khó mà bạn đi bắn cũng khó nữa. Thì tầm 500m bây giờ nếu như mà bên kia có một con Newton xuống thì chắc chắn bạn sẽ không có đường nào bạn chạy cả. Rồi. Xem ra Indra này cũng khá là trâu nha anh em, để xem nào. Ui trời ơi. Bắn nó. Ừ. Bật kỹ năng lên bạn. Một con Sirius. Bật kỹ năng lên. À kỹ năng hình như là tầm 250m thì phải, theo mình nhớ là vậy. Ui trời ơi vậy luôn hả, đúng là bật ranh bật thầy nó lạ thiệt anh em ạ. Cái bật ranh bật thầy á thì nếu như mà gặp team mà full bật thầy hết thì nó lại không có gắt anh em ạ. Còn cái bật ranh mà chuyên gia với kim cương đã xuống thôi, mình nghĩ là mình không nên dám xuống chỗ đó nào nè em, toàn mấy thằng A cấp ở dưới thôi mà. Mấy thằng A cấp thường thường nó xuống chuyên gia, nó xuống bật thầy nó chơi ấy, nó xuống kim cương nó chơi mà ấy, chứ ít khi nào lên bật thầy lắm. Tại vì ranh bật thầy á là nhiều khi cái xưởng của nó gặp ranh vô địch nó bắn không lại cho nên nó trốn đấy, nó trốn xuống ranh khác nó chơi đấy. Ta gọi đó là cái gì mình cũng để coi mình tìm cái câu từ gì để nói mấy thằng hạng cấp ta đấy. À, xem nào. Tức là cái trình thì không có cho nên là phải xuống dưới ranh thấp chơi anh em ạ. Tức là anh em học được tới lớp 12 nhưng cái trình độ lớp 1 á, cho nên là anh em phải nhảy xuống cái lớp 1 học lại cho nó đúng với trình độ của mình. Đấy. Để lên rank cao nhiều quá chơi không có lại. Cho nên là vậy đó. Chơi hạng cấp là vậy đó. Đấy, cho nên là vậy thôi. Ok.
Rồi Gulliver, ui trời ơi, Gulliver bắn thốn vậy. Như bạn bắn Luchador thì cũng không có nha. Cái trận này thì nó hơi nhây nha anh em. Tức là bây giờ hai team nó không bên nào nó giành được cái lợi thế gì cả. Mình thấy hồi nãy giờ nó cũng... Rồi thôi xong rồi. Rồi luôn, đấy. Combo này bắn mấy thằng mà giống như con bò nó bật khi thì khó chơi lắm anh em ạ. Rồi, bây giờ mất con Titan rồi. Ấy, anh em có thể nhìn thấy nha, con Titan này cực kỳ là khó chịu. Ấy, anh em nhìn thấy cái bộ khí mà nó mang này. Rồi ơi rồi, như là khuyết tật vậy anh em ạ. À, mấy bữa nay mình bình luận là nó cứ như vậy đó anh em ạ. Tại vì mình cứ thấy cái nào là mình nói thôi. Giống như là combo như thế này nè. Nói chung không biết là con mắt anh em mới nhìn anh em thích những cái loại vũ khí như thế nào, nhưng mà mình thì mình lại không thích những cái loại vũ khí mà nó lắp không đều như thế này nha. Thà là yếu, thà là vũ khí yếu nhưng mà nó đồng bộ, nó lắp được đẹp, nó không xấu. Đấy. Còn mình thà là lắp vũ khí yếu chứ không để cho con robot này bị xấu nha. Đấy, bị phá tướng robot. Còn những cái loại vũ khí mà nó mạnh nhưng mà nó không đồng bộ thì mình không thèm lắp thiệt. Cho dù nó mạnh tới cỡ nào đi nữa mình cũng không lắp. Cái triệu chứng của mình nó là như vậy đó nè. Tức là đây giống như là con thai banh này, cho tiền mình cũng không lắp nữa đây mà thiệt. Cái ấy mình là vậy á, thấy nó khó chịu lắm, nhìn nó khó chịu sao á. Rồi ok, game này có thể là gọi là win rồi, lấy lại lợi thế thôi. Chung là con Lin này thì bây giờ chỉ đi chọc chó chơi thôi, chứ bây giờ đi chọc chọc thì mình nghĩ là nó cũng chả chọc được ai đâu. Ê, đua cha đâu còn người còn 20% máu kìa bạn, chơi kỹ năng vô, chơi kỹ năng vô. Trời ơi hay quá, vậy cũng lụm được một mạng luôn chứ. Cái pha đó là bạn nên phải ship nha, chứ bạn để nó mất máu quá trời rồi, nó bào máu như đó là. Ủa con Lin này hồi nãy nó cầm Rifted Redeemer mà ta, sao bây giờ lại chuyển qua đó là Stack rồi? Ngộ ha. Đúng rồi, con Lin này nãy cầm Rifted Redeemer mà cả. Thấy mấy bạn này cứ thay đổi vào gameplay. Ừ hay rồi, được đấy. Rồi còn một con Ravana, không biết là cái game này giành qua giành lại cuối cùng mình cũng chả biết ai thắng, khó thật. Con Loki này bạn đương đi vào trụ rồi bắn bừa thôi, chắc chắn nó sẽ trúng. Đấy, nó bắt đầu nó chạy rồi đấy. Rồi bạn giành lại cái trụ này nữa là có thể win rồi đấy. Rồi ok, bật cả mẹ lên. Ừ hay rồi, lụm được cái mạng luôn rồi. Rồi game này win rồi đấy. Hay game này anh em tranh bằng thầy mà vẫn còn xuất hiện Arthur với Kid anh em ạ. Nãy mình vừa thấy một con Kid luôn đấy. Ngộ ha, phải ship. À, nhanh tay lên một tí, tại vì mình chơi Ravana thường là mình gặp tàu mèo khác là mình phải ship liền. Đấy ok, đây là top 2 nha. Tiếp theo sẽ là trận chơi của mình, và trận này thì mình sẽ cho anh em thấy một thanh niên người Việt Nam làm nhục mặt chúng ta. Đấy, thì hình như là cái clan của bạn này á, mình đã từng gặp ở trên nhóm rồi thì phải, lên mời người vào chơi hay sao á, nhưng mà không hiểu là tại sao mấy bạn lại chứa chấp cái thành viên này ở trong clan nha. Ngày hôm nay lên video cho anh em thấy luôn. À, bao trận thì anh em có thể nhìn thấy nha. Từ từ tí mình tìm cho anh em thấy. Đâu rồi? Một người Việt Nam nha. Đây, cái tên đó chính là Bomber Việt Nam. Và tí nữa thì anh em sẽ gặp một cái hiện tượng rất là lạ nha. Đây. À, giai đoạn đầu á thì nó không có gì cả, nó vẫn là rất là ổn nha. Nó tức là bên mình vẫn giành trụ được, bên kia vẫn giành trụ lại được. Đấy. Nhưng mà anh em có thể nhìn thấy tốc độ di chuyển của ông này không phải là tầm thường. Đấy, có thể gọi là đây. Và con Lin này, anh em nhớ nha, đây là một lần tàng hình này. Này. Đấy, lần thứ hai tàng hình này. Như cái này thì mình vẫn có thể chấp nhận được nha. Khi mà đấy. Nè. Đấy, lần thứ ba tàng hình. Phải trưởng thật nè, tàn hình liên tục này đấy anh em thấy không đấy, đúng là nhục mặt Việt Nam thật đấy. Sau khi mình xong đấy tàn hình lần thứ 6 anh em ạ. Cái gì đây, giỡn như mặt nè đấy, thấy không, vừa phát tàn hình là lại tàn hình nữa anh em ạ. Cái thứ gì đâu không á, đúng là cái clan này vậy mà vẫn chứa chấp những cái thành viên như thế này. Bộ thật, mình chơi là mình để ý mấy cái thành viên trong clan mình như này. Cái ông nào mình nghi là khỏi có đường nào mà chối với mình hết trơn.
nè, đấy tàn hình nữa nè. Rồi luôn rồi, gặp cái thằng Kuri này rồi. Ui giời, cái tháp pháo nó bắn đau thật sự anh em ạ. Nè, rồi bây giờ cái đoạn này thì anh em sẽ thấy là thanh niên đó à, cái trụ này nãy giờ chưa có ai từng đặt chân tới nhưng nó vẫn đỏ. Nè, bây giờ mình bay vô cái trụ nè, bay vô cái trụ cho anh em thấy đấy, không hề xanh lại luôn nha anh em, không hề trắng luôn. Đấy, nè, đấy, em thấy không? Nè, không hề xanh lại luôn. Đó, mình đã nghi rồi, cái đoạn mà tàng hình liên tục là mình đã nghi rồi. Cố gắng ăn lại vài mạng xem nào. Đấy, thiệt luôn á, mình cũng không biết là mình vẫn có thằng nào nó hack nữa hay không, nhưng mà tại sao mình không biết là cái thế trận thì mình nó lại đột nhiên hư như vậy nhỉ? Đấy, ok, giết được cái thằng Fury đó rồi, giờ cũng bay màu luôn rồi. Ấy, cái đủ không thể nào giành lại được luôn nha anh em. Ấy, đúng là người Việt Nam, chỉ có người Việt Nam chúng ta mới làm hại người Việt Nam thôi, chứ không có ai làm hại chúng ta được hết trơn. Ấy. Ok, biết được rồi. À, xem ra là trận này bạn nhìn thấy cái tên mình rồi, bạn vẫn dám bật hack. Mình cũng nể thật đấy. Được rồi, mình sẽ cho bạn thấy. Chung là đợt trước mình cũng nói anh em rồi, đó là nếu như mà cái ID của cái YouTube mà report thì nhiều khi biết nó lại để ý nhiều hơn á, biết nó lại có thể là ưu tiên. Mình sẽ ra mình kiểm tra nè, kiểm tra lần này là chắc kèo cho anh em biết là thanh niên này hát thật nha, chứ mình không có nói bừa. Ok, trời, vậy mà top 4 này, thằng 5 mạng top 4 này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy nha, 39.000 dam, 7.700 cúp, tỷ lệ thắng 90%, nhưng với cái xưởng này 98% tỷ lệ thắng. Đây, anh em có thể thấy không? Phong tài bá chủ này, clan phong tài bá chủ nè. Đấy, vài bữa đăng trên group tuyển thành viên vô tôi chửi cho một chặp. Đấy, phong tài bá chủ. Ghê chưa? Để chụp lại tấm hình cho anh em coi để cho biết, thừa biết. Đấy. Rồi. À, video mình tới đây kết thúc nha. Hẹn gặp anh em vào những video sau.